Thưa quý vị, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cùng Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập khoảng 100 tài xế để xác minh vụ hai nhóm xe ôm công nghệ của Bi tụ tập gây rối trật tự công cộng vào tối ngày 29 tháng 5. Trong số này đã có 14 người bị tạm giữ hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên Hồ Điều Hòa Mai Dịch giữa Bi18 và Bi37 là nhóm lái xe ôm công nghệ Bi có quê quán tại tỉnh Nam Định và tỉnh Nghệ An. Qua xác minh của cơ quan công an, chủ nhân bài viết là Bùi Văn Quyết, 26 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, đăng bài trong nhóm hội Bi-Bai Hà Nội do Quyết làm quản trị viên nhằm câu like, câu view, tăng sự tương tác, tham gia của các tài khoản vào nhóm. Mặc dù đây là thông tin sai sự thật, nhưng đến khoảng 20 giờ tối ngày 29 tháng 5, khoảng 100 tài xế xe ôm công nghệ của Bi vẫn tụ tập gây mất an ninh trật tự tại vỉa hè khu vực Hồ Điều Hòa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Đến khoảng 21 giờ, khi thấy ô tô của lực lượng công an quận Cầu Giấy chạy đến, gọi loa yêu cầu giải tán, các tài xế đã chạy xe máy đi thành đoàn trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Trong đó, một người đi xe máy cầm cờ dẫn đoàn cho khoảng 80-100 tài xế khác đi theo với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây hỗn loạn, ách tắc giao thông. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn xe này mới giải tán. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 14 nghi phạm về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó hầu hết các nghi can có độ tuổi từ 18 đến 20. Vụ việc đã gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội trong nhiều ngày qua. Vậy là anh kia đang câu view ảo, nhưng lại gây kích động thật. Các anh 18-37 nghĩ là tin thật, phải đến hóng. Đã đến rồi thì lại tới luôn, ghét nhất mấy trò câu view. Cứ chuyển hồ sơ qua bên công ty công nghệ đề nghị cắt hợp đồng, xem ai còn dám. Hãng họ không quản lý lái xe, nhưng vẫn bị vạ lây, ảnh hưởng thương hiệu rất nhiều. Đúng là tài bày vạ gió. An ninh trật tự, an toàn xã hội là trách nhiệm của mọi người công dân. Sống và làm đúng theo hiến pháp và pháp luật quy định. Vậy nên sự việc của nhóm người trên đã vi phạm nên phải bị truy tố trước pháp luật để cảnh tỉnh, răn đe những kẻ có ý đồ gây rối an ninh trật tự. Nên có hình phạt lao động công ích như các nước phương Tây, nó hiệu quả và kinh tế hơn phạt tiền. Này các bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, xã hội luôn ngưỡng mộ cũng như luôn cần thêm nhiều tuổi trẻ tài cao, đóng góp tô đẹp cuộc sống, chứ không phải những siêu quậy như thế. Xin hãy vui lòng quay đầu xe lại, các bạn đã vượt đèn đỏ và đang đi ngược chiều trong mọi thời đại. Thưa quý vị, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với tài xế trong vụ xe ô tô chở 4 cô gái ngồi trong cốp xe. Trước đó vào hôm 2 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô con màu xanh nhãn hiệu Kia Cerato chở theo 4 người là nữ giới trong khoang hành lý phía sau di chuyển qua tuyến đường thuộc thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, tài xế cho biết trong quá trình đi chơi, 4 cô gái trên đi bơi ướt quần áo. Do sợ làm bẩn nội thất xe nên đã ngồi vào khoang hành lý để di chuyển về nhà. Ngoài bị xử phạt hành chính, tài xế này còn bị tước giấy phép lái xe trong vòng 2 tháng. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai thu phí sử dụng vỉa hè trên 11 tuyến đường tại trung tâm thành phố. Để thuận tiện hơn trong việc quản lý thu phí, hiện nay ngành chức năng đã áp dụng thí điểm việc thu phí qua app. Cách làm này được người dân rất hưởng ứng. Với mức thu 100.000 đồng trên 1 mét vuông mỗi tháng tại khu vực trung tâm quận 1, các hộ kinh doanh tại đây chỉ cần nộp phí qua app. Không chỉ yên tâm kinh doanh một cách hợp pháp, mà số hóa việc thu phí còn minh bạch và giúp họ tiết kiệm thời gian đi đóng phí. Đầu tiên là mình đóng qua app thì nó cũng rất là tiện lợi và nhanh. Mình đóng như vậy thì tạo điều kiện cho khách mà muốn ngồi ở ngoài tháng thì mình có thể ra ngoài ngồi. Khung giá ở quận nhất như vậy mình thấy cũng khá là ok. Với lại khi mà mình trả phí rồi thì mình cũng thấy yên tâm hơn. Rồi khi mà mình sử dụng thì có vấn đề gì phát sinh thì mình cũng sẽ nhờ cơ quan nhà nước để hỗ trợ vấn đề này, nó dễ hơn. Để thuận lợi cho người dân, du khách khi tiếp cận các tuyến đường cho thuê vỉa hè, quận 1 cũng xây dựng phần mềm bản đồ số các tuyến đường này. Phần mềm giúp người dân tra cứu nhanh từng tuyến đường để biết thông tin về mục đích, diện tích sử dụng và mức đóng lệ phí của từng khu vực. Phường cũng đã thông tin đến các cái hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên mặt tiền tại tuyến đường chặn đạo để đăng ký lên cái phần mềm
Và sau khi các hộ đăng ký thì phường sẽ rà soát và có cái thông tin lại về cái diện tích các hộ dân, các hộ kinh doanh được sử dụng. Từ đó trên cơ sở đó thì các hộ sẽ đóng phí trên cái phần mềm liên kết qua cái hệ thống ngân hàng. Đối với người dân thì họ sẽ có thể tra cứu xem các cái bản đồ số vỉa hè, tra cứu danh mục các tuyến đường có thể phù hợp để hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán hoặc là để xe miễn phí, rồi đủ điều kiện các cái vị trí mà đủ điều kiện để giữ xe có thu phí. Còn đối với nhà nước thì thông qua các phần mềm này thì chúng ta cũng sẽ quản lý được các tuyến đường hè phố một cách có hiệu quả, nhanh chóng. Ủy ban nhân dân các phường có thể phê duyệt được các phương án sử dụng của các tổ chức cá nhân khi mà tiếp nhận được hồ sơ một cách nhanh chóng. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đôn đốc các địa phương sớm hoàn thành, gửi danh mục các tuyến đường có vỉa hè dự kiến thu phí để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Việc Ủy ban nhân dân quận 1 triển khai thu phí thí điểm bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực, giúp công tác quản lý trật tự lòng lề đường đi vào nề nếp, văn minh và hiện đại hơn. Thưa quý vị, được mệnh danh là hòn ngọc của Vịnh Bắc Bộ, sở hữu nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Vịnh Lan Hạ, rừng nguyên sinh trên núi Đá Vôi cùng những bãi tắm trong xanh, Cát Bà Hải Phòng là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Thế nhưng mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội lại đang chia sẻ những hình ảnh không mấy đẹp được ghi nhận tại đảo Ngọc. Đi dạo trên bãi rác, check-in mặt vịnh đầy vỏ chai, những phản ánh này đi kèm với một số hình ảnh video ghi lại cảnh bãi biển ngập trong rác. Theo đó, tại khu vực bãi tắm Cát Đồn, rất nhiều rác thải trôi nổi trên mặt nước và dọc bờ biển. Rác đủ loại từ hộp xốp, túi ni lông, củi khô cho đến rác thải nhựa trôi trên mặt biển rồi theo con sóng tấp vào bờ khiến nơi đây trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu. Và cũng chính vì vậy mà nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến đây tham quan du lịch đều tỏ ra rất thất vọng trước thực trạng ở khu vực này. Theo người dân địa phương, rác chủ yếu từ thuyền bè hoặc từ ngoài bờ, ngoài bãi, nơi khác bị sóng nước cuốn trôi ra biển, sau đó trôi đến bãi tắm Cát Đồn và tấp vào bờ. Ngoài Cát Đồn, bãi biển sát bến Cái Bèo, cửa ngõ chính ra vịnh Lan Hạ cũng ghi nhận tình trạng ngập rác thải tương tự. Được biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, chính quyền địa phương phụ trách các bãi tắm và Ban Quản lý Vịnh Cát Bà đã lập tức triển khai tăng cường việc dọn vệ sinh môi trường. Cư dân mạng cũng đã có nhiều ý kiến phản hồi, góp ý xoay quanh chủ đề này. Còn dùng thùng xốp nuôi hải sản, còn dùng túi ni lông, còn dùng chai nhựa và quan trọng nhất, ý thức của đại đa số người dân bản địa, du khách chưa tốt, thì còn không thể thay đổi được. Đâu chỉ có một thắng cảnh bị như thế này, đừng đổ thừa chỉ tại ý thức người dân. Đó là một phần thôi, nhưng còn do ảnh hưởng chung, giống như tình trạng giao thông, cũng bát nháo. Mặc dù đã có phạt nồng độ cồn, mở thêm đường cao tốc, hạn chế tốc độ, cảnh sát giao thông trực tuần tra đầy đường, mà tai nạn có giảm được nhiều đâu. Cần tìm và xử lý đúng cội nguồn nguyên nhân để ngành du lịch của ta phát triển bằng cỡ 1/2 của Thái Lan hoặc Indonesia là mừng rồi. Tôi chưa bao giờ thấy vấn đề rác thải được coi trọng và có giải pháp nghiêm túc ở Việt Nam. Thành phố thì rác đầy góc đường, gốc cây, bờ tường. Bờ biển thì rác nhựa nổi lênh bênh. Tôi ở miền quê, trước đây sạch sẽ, này cũng rác nhựa đầy vệ đường. Chuyện muôn thuở của nước ta, cần phần nặng những hành vi xả rác, dù cố ý hay không cố ý đi nữa. Nói mãi không chừa thì nên dùng biện pháp mạnh, làm quyết liệt và triệt để, từ đó mới sợ và làm theo thôi. Đi dọc đất nước mà chỗ nào cũng có rác, nhìn cảm thấy buồn thay. Người thì ra sức dọn, người thì ra sức xả. Người dọn thì ít mà người xả thì nhiều, từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi. Có lẽ giải pháp căn cơ là xác định lại mục tiêu kinh tế. Chỉ nên để khai thác du lịch những vịnh đẹp ở Thái Lan, Philippines. Người ta không nuôi hải sản, chỉ để phục vụ du lịch. Trước khi xây dựng những công trình đồ sộ đẹp mắt để thu hút du khách, nhà nước và nhà đầu tư hãy cùng chung tay xử lý những thứ mà họ nghĩ không quan trọng nhưng lại vô cùng quan trọng với du khách nước ngoài. Một căn nhà to lớn, thiết kế đẹp nhưng bẩn thỉu, bừa bãi sẽ không ai thích ở bằng một căn nhà nhỏ, sạch sẽ, gọn gàng. Ý thức của việc giữ gìn môi trường nên được đưa vào giảng dạy từ khi bước chân vào môi trường giáo dục, từ bậc tiểu học, giúp các cháu bé hiểu và biết cách giữ gìn môi trường xung quanh, môi trường sống. Mọi người cần học tập và noi gương những hành động tốt đẹp về bảo vệ môi trường.